Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 là dịp mọi người thể hiện sự tri ân đối với các thế hệ thầy cô giáo. Đáp ứng nhu cầu này, thị trường hoa và quà tại thành phố Kon Tum năm nay đa dạng phong phú, giúp người mua có thêm sự lựa chọn. Cận ngày Nhà giáo Việt Nam, đường phố thành phố Kon Tum như rực rỡ hơn nhờ những quầy hoa. Giống như mọi năm, bên cạnh hoa tươi truyền thống, thị trường năm nay có hoa sáp, hoa nhũ kim tuyến. Nhiều người bán cho biết, hoa tươi chủ yếu nhập từ Đà Lạt, tùy từng loại mà giá tăng lên từ 20 đến 30% so với ngày thường. Từ đó, được bó thành nhiều kiểu mẫu với nhiều mức giá đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Mặt hàng hoa trong những ngày này được ưa chuộng nhất, nhưng các shop quầy bán hoa khá lo lắng. Nói chung tôi sẽ bán bông ở đây thì cũng được gần chục năm rồi. Bây giờ thì bán bông do trúng vào thứ bảy chủ nhật nên là cái thị trường hoa nó cũng giảm đi, thị trường mua hoa nó cũng ít đi. Cái tâm lý của người bán hoa mà nên là cũng muốn mang tới cho khách hàng những bó hoa đẹp nhất. Rồi với giá cả nó phải chăng để cho ai cũng có thể mua được những cái bó hoa xinh đẹp của mình bó ra. Hiện nay, các nhà sách, cửa hàng bán đồ lưu niệm, văn phòng phẩm cũng tấp nập. Nhiều phụ huynh học sinh đã đến đây để lựa chọn những món đồ ưng ý như sổ, sách, bút, thiệp mừng, làm quà tặng thầy cô giáo nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Các món quà của người mua đều được cửa hàng gói cẩn thận, đẹp mắt. Ngoài những bó hoa thì em đã lựa chọn những cuốn sổ. Em muốn gửi gắm đó là muốn thầy cô ghi chép những điều quý giá của mình vào trong đó. Và một phần nào đó em muốn thầy cô nhớ đến mình mỗi khi mà sử dụng cuốn sách đó. Nhân dịp 20 tháng 11 em muốn tới cửa hàng lưu niệm để mua một món quà tặng thầy cô giáo. Em nghĩ là những món quà nhỏ này không thể thay thế được tình cảm của em với thầy cô giáo. Cho nên em sẽ cố gắng hơn trong học tập. Với mỗi người, có thể lựa hoa hoặc chọn một món quà để tri ân thầy cô giáo. Tuy hình thức khác nhau, nhưng đều hướng đến sự tôn vinh, biết ơn những người đã và đang cống hiến vì sự nghiệp trồng người. Qua đó góp phần gìn giữ truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam.